Bruh. Đứng lại đấy. Từng đứa một trình bảng điểm ra đây. Đứa nào điểm cao nhất thì được nhận lì xì và chơi thoải mái. Còn đứa nào điểm dưới trung bình thì vali quần áo đã sẵn sàng. Hả? Dưới trung bình là được đi du lịch hả mẹ? Sẵn sàng cuốn gói ra khỏi nhà. Úi giời, em tưởng gì chứ, bảng điểm của con đây ạ. Đâu, đây mẹ xem nào. Đây ạ, con bảng được điểm cao thôi. Mẹ chơi của này khác chó gì mà bốn anh em mình ra cầm cầu ở bốn thằng mình cộng điểm lại chắc gì bằng 1/10 cái trang. Được 1/10 đã tốt, điểm toàn trứng với nhọt, trứng đúp là mạnh ấy. Chả thế thì sao, bây giờ anh em phải dùng chiêu. Trời ơi, trang của mẹ giỏi thế nhỉ. Toán 10, văn 10, anh 9.5, giáo dục công dân 9, sinh lý hóa sử 10 hết. Trời ơi, con mà lại. Còn mấy đứa kia, bảng điểm đâu đưa đây? Dạ, giờ thời đại tiên tiến rồi. Ai còn dùng bảng điểm giấy như lớp cái trang nữa mẹ. Lớp còn có dùng hết sổ liên lạc điện tử rồi. Là sao? Thì thầy sẽ nhắn bảng điểm của bọn con qua điện thoại cho mẹ. Giờ thầy đã bật cơm nước cho chồng con. Chắc tối mới gửi được cơm mẹ. Thôi được rồi, ba anh cứ lên nhà đi. Khi nào có bảng điểm tính sau. Dạ, dạ, vâng ạ. Đây, lì xì của con yêu đi nha. Dạ, con xin ạ. Bây giờ thì anh, mày đứng ngoài này cho mẹ nhá. Để tao với thằng Cường vào làm nhiệm vụ. Thì xem điện thoại mẹ đây đâu. À kia rồi. Ngon, im thôi. Nhanh nhanh mà đổi tên danh bạ. Đây đây đây, giờ đổi tên con yêu thành thầy chủ nhiệm đúng không? Đây đây đây. Ui. Lại ăn cân hận mít chấm mắm tôm mà giờ anh Tào Tháo anh cứ đuổi mãi thôi. Ui dồi ôi, sao mẹ lại ở trong phòng vệ sinh nhỉ? Ai mà biết được, thế thằng kia anh của anh kia trông thì vô dụng à? Ôi ôi, sao bụng nó cứ sôi thế nhỉ? Ui dồi ôi, thối thế. Tự mày phải bảo mẹ ăn đi đạm nhá, khám như này bố ai chịu được. Vẫn khó chịu thế nhỉ? Kiểu này phải xuống nhà lấy cốc nước uống viên thuốc mới được. Ui, hình như mẹ sắp đi ra ngoài kìa. Ui, ui. Tự nhiên có cái tiếng gì ấy nhỉ? Chưa già mà đã lãng tai. Xong chưa, xong chưa? Đổi được tên dính bạn cho mấy mẹ chưa? Sao không nói gì thế? Ui. À, định bày mưu tính kế để qua mặt mẹ à? Giỏi. Ra đi, lộ rồi. Ê, một mày thấy cầm cầu này được không? Được đấy, tao thấy chỗ này cầm cao mày thoáng anh em mình ở đây được. Thế anh em tìm chỗ ngủ nhà. Ok, ok, đi. Những tiểu học sinh được thầy cô nhớ mặt. Cả lớp, ai xung phong lên bảng kiểm tra bài cũ nào? Cả lớp không ai giơ tay cô gọi bất kỳ nhá. Xem nào. Số 69, Hồ Văn Báo. Ui, đêm theo luôn nhé. Người có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lên ngôi hoàng đế là ai? Dạ em thưa cô là không điểm, về chỗ. Người tiếp theo Nguyễn Bá Đạo. Đùa, cuối cùng vẫn bị gọi. Lên đi. Trả lời cô luôn này. Tên nhà nước đầu tiên của nước ta là gì? Dạ là Âu Lạc ạ. Không phải. Thế thì là Lạc Việt ạ. Sai. Nope. Nhớ kỹ lại đi. Hôm qua vừa học thêm nhà cô vừa nhấn mạnh xong. Văn gì đây? À, Văn Khoai Lang. Ui, Văn Lang. À đúng rồi, Văn Lang cô ạ. Rồi, 9 điểm. Hôm nay chưa lưu lớp ăn nhá. Tối đi học thêm, ôn lại cho mai lên gỡ. Vâng ạ. Nani. Sai sai nhỉ. Gió mình đâu ấy nhỉ? Hoàng ơi. Hả? Các anh này, sao tối ở nhà làm gì mà cứ lên lớp ngủ thế? Đâu, em mệt em nằm xuống tí thôi mà. Thôi, anh không phải mồm điêu. Xuống lấy tập tài liệu trong cốp xe tôi lên cho tỉnh ngủ đi. Vâng ạ. Ôi trời, sao xe cô lại để ở góc xó này không biết? Tìm bờ cơ hơn đai mới thấy. A few moments later. Để em gửi cô ạ. Ô, hay cái anh này, đi lấy mỗi cái tập tài liệu thôi mà lâu thế? Đùa chứ. Cô có đưa chìa khóa cho em đâu, làm em phải dắt xe cô ra tận tiệm sửa xe để người ta mở cốp ra lấy tài liệu ở trong đấy cho cô đây. Rồi, mở ra cốp rồi nha em nhá. Thế sao cô không lên đây bảo tôi đưa chìa khóa cho? Cả lớp trước này là mở vở, tính đạo hàng cho cô nhá. Em coi vào lớp ạ. À. Vâng, tôi mời chị Linh vào lớp, ngày nào cũng đi muộn, quen mặt lắm rồi. Con kia cô xin vào, cô chiếm hết cái chỗ. Còn thằng này nữa, lớp bố mình cửa xanh. Sách tao mà. Kệ mày, liên quan gì đến tao? Ô hay cái chị Linh này, đã đi học muộn rồi còn quấy rối mất trật tự trong lớp nữa. Có muốn tôi ghi vào sổ đầu bài không? Thích thì cô cứ ghi đi.
dọa. Đúng là hết nói nổi cái chị này. Cả lớp tập trung làm bài tiếp đi. Kìa này, sao trong giờ học mẹ nó bắt. Kệ tao, liên quan gì đến mày à? Còn thích ý kiến ấy thì tí ra cổng trường gặp tao. Cổng trường này. Khi nhóm bạn biết tôi có nhà mới kiểu. Hôm nay là hôn chính thức của nhà mới. Ua, tủ lạnh công nhận lạnh thật đấy. Tay nắm cầu thang gỗ xịn thật đấy. Yeah. Đường công nhận chắc thật đấy. Thôi các bạn hiền của tôi ơi, nghỉ tay làm bữa tân gia nào. Yeah. Chúng mày có biết nho được xuất xứ từ Ấn Độ không? Hoàng Hôn ạ, mày mới 21 tuổi mà đã mua được nhà to như này rồi. Giỏi thật đấy. Thế mày có tiền không? Cho tao vay 5 triệu. Hoàng Hôn ơi, tủ lạnh vào nhà mày có đang chạy không? Ừ, có, vẫn đang chạy bình thường kìa. Thế nên mày phải đuổi theo mà bắt nó đi. Ôi tôi chết. Còn đúng một miếng thôi. Anh em mày ăn đi. Thôi, mày là chủ nhà, mày ăn đi. Đúng không anh em? Ừ đúng đấy, đúng đấy. Thôi thôi không ăn đâu, thôi thôi đừng. Ngày thì không ăn thế. Giỏi quá con ơi. Chúng mày phải nhìn thằng Hoàng mà học tập. Cơ tre, rượu bạc, thế mà vẫn mua được nhà. Còn học tập cái gì thì tao không cổ xí nhá. Từ lúc học cấp 1 ấy là tao biết thằng Hoàng tương lai sẽ thành công nhất hội rồi. Ừ, nhưng mà lên đại học mày mới gặp bọn tao mà. Làm sao mà mày biết được? Nịnh có tí, tí nó còn cho tao vay 5 triệu. Ui, thôi chết. Còn đúng một miếng thịt thôi. Nãy tao ăn miếng cuối kia rồi, giờ nhường chúng mày đấy. Thôi, Trang, mày là con gái mà, nhường mày đấy. Thôi, cường cao ơi, mày đang nợ 5 triệu, nhường mày đấy. Thôi, nhường mày đấy, nhường mày đấy, nhường mày đấy. À, hay là miếng thịt này, chúng mình chia 4 đi. Ừ nhờ, có lý đấy. Nào, một ngày là anh em, mai mai là một ngày. Thôi anh em mình đi phá nhà một hôm đi. Hả? Bữa tiệc tân gia còn chưa kết thúc mà. Làm đi. Tao ăn với. Đưa đây, làm vừa chứ. Cái gì đây? Ô hay còn đúng một miếng. Tao mua mà tao không được miếng nào à? Ô hay, nãy giờ tao nhường mày rồi, miếng cuối cùng này là của tao. Ô hay, tao là con gái mà chúng mày không nhường tao à? Miếng cuối cùng này là của tao. Ô hay, tao đang nợ 5 triệu mà chúng mày không nhường được tao à? Miếng cuối cùng này là của tao. Ô hay, miếng cuối cùng này là của tao. Miếng tao, tao không. Có một miếng cuối cùng mà cũng phải tranh nhau vậy cô. Từ đây đừng nhìn mặt bọn tao nữa. Như vậy là ngay từ đầu mình nên nhường hay là nhanh tay ăn luôn hả mọi người?